Trẻ mấy tháng tuổi thì mọc răng, và khi trẻ bắt đầu từ tháng thứ 6, những chiếc răng sữa đầu tiên của con sẽ được xuất hiện kèm một số những cái rối loạn trong cơ thể như là sưng lợi này, biếng ăn, sốt nhẹ, chảy nước dãi và dễ bị cáu gắt. Vậy thì bé sưng lợi bao lâu thì mọc răng? Những cái triệu chứng mọc răng ở trẻ như là sưng lợi, chảy nước miếng, khó chịu, biếng ăn, quấy khóc, sốt nhẹ hay là cắn hoặc là gặm các đồ vật thì thường xảy ra trước khi những cái chiếc răng nhỏ nhú lên từ 3 cho đến 5 ngày và kết thúc sau 5 đến 7 ngày. Thì những cái biểu hiện này chỉ là quá trình sinh lý bình thường ở cơ thể của trẻ. Và các cái triệu chứng sưng lợi nặng hơn khi trẻ mọc những chiếc răng sữa đầu tiên. Ngoài ra khi mọc răng ấy, níu của trẻ sẽ nứt ra và dẫn đến cái nhiễm trùng răng miệng nếu không được vệ sinh cẩn thận. Cái sự khó chịu này khi nứt lợi khiến trẻ quấy khóc nhiều hơn và sẽ dẫn đến tình trạng đó là sụt cân ở trẻ. Do đó thì các mẹ cần chú ý đến vệ sinh răng miệng hàng ngày cho trẻ bằng các cặp y tế và nước muối sinh lý. Cha mẹ cần giữ một thái độ bình tĩnh để chăm sóc cho trẻ quá trình mọc răng. Và thường trẻ mọc răng thì thường hay bị sốt cao, viêm nhiễm vùng níu. Nếu như mà dẫn đến cái tình trạng nặng, các mẹ hãy đưa các bé đến gặp với các bác sĩ nha khoa để điều trị giảm triệu chứng khó chịu ở trẻ. Vậy thì làm thế nào để giảm những cái cơn đau khi trẻ bị mọc răng? Các để giảm các cái triệu chứng khó chịu của trẻ khi mọc răng, các mẹ có thể áp dụng những cái biện pháp sau đây. Thứ nhất, các mẹ hãy dùng khăn ướp lạnh để lau miệng cho trẻ, hoặc là cho trẻ ngậm và cho trẻ ngậm cái keo lạnh. Và bạn có thể cho trẻ ngậm ti giả để giảm cái cảm giác đau âm ỉ, để làm trẻ dỡ lên thì tình trạng đó là mất ngủ. Và vào ban ngày thì có thể đưa trẻ đi chơi để quên những cơn đau và tâm trạng thoải mái hơn. Và vệ sinh răng miệng cho trẻ để tránh các cái bệnh răng miệng, đồng thời là khi nước dãi chảy nhiều xuống cổ ấy, ngực cổ có thể gây lên tình trạng viêm da phát ban. Vì vậy các mẹ cần chú ý vệ sinh lau khô da cho trẻ và tuyệt đối không dùng aspirin để hạ sốt cho trẻ với bất kỳ hình thức nào, kể cả uống hay là trà lên níu. Không dùng cồn hoặc là keo trà vào níu của trẻ với mong muốn là giảm sưng. Điều này có thể gây hại tới sức khỏe của trẻ. Và trường hợp đối với trẻ mà sốt trên 38 độ C, các bạn có thể dùng những cái miếng dán hạ sốt này, hoặc là những cái thuốc hạ sốt với liều lượng tầm từ 10 cho đến 15 mg cho một cân nặng. Cứ 4 giờ thì các mẹ hãy cho bé uống một lần. Nếu các mẹ nếu đối với các bé mà bị sốt nhẹ thì không cần dùng thuốc. Tuy nhiên với các trẻ sốt cao kèm tiêu chảy, các mẹ cần đưa các bé đến các cơ sở y tế khám để được các bác sĩ thăm khám và điều trị. Các cái dấu hiệu và gợi ý nào để biết là trẻ sắp mọc răng? Cái thời điểm mọc răng của các bé là không giống nhau. Có trẻ mọc từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 5 đã mọc răng, và có trẻ mọc muộn sau 10 tháng. Tuy nhiên là nhìn chung, cái lịch mọc răng sữa của trẻ sơ sinh kéo dài từ 6 cho tới 30 tháng. Trường hợp mọc muộn thì các mẹ có thể nghĩ đến những nguyên nhân như sau. Cái nguyên nhân là đầu tiên đó là trẻ thiếu tháng này, hoặc là cái chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý và thiếu chất. Nguyên nhân thứ hai đó là yếu tố di truyền của gia đình. Nguyên nhân thứ ba đó là thiếu canxi, vitamin D và các cái dưỡng chất khác ấy, dẫn đến chậm lớn và suy dinh dưỡng. Trẻ ăn dặm muộn nếu không được kích thích bằng cái phản xạ nhai và nuốt. Và do cơ địa của mỗi bé khác nhau cho nên là cái thời điểm và cái lịch mọc răng của các bé cũng sẽ khác nhau. Và thông thường thì cái sự chênh lệch trong thời gian mọc răng sữa ở trẻ không quá 1 năm so với các bạn cùng trang lứa tuổi của các bé. Các mẹ có thể theo dõi dấu hiệu mọc răng của trẻ qua những cái dấu hiệu ở trên sau đây. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi trẻ mọc răng đó là sưng lợi, sưng níu sưng, viêm tấy đỏ hoặc là đôi khi là bị loét. Điều này khiến trẻ khó chịu, cáu gắt, thường quấy khóc và ăn uống kém. Và khi mọc răng ấy, thì cơ thể của các bé thường mệt mỏi, ít ngủ, khó chịu trong người hoặc là rối loạn ở bên trong cơ thể. Và đa số trẻ bị mọc răng thì chảy nhiều nước miếng, thích gặm những cái đồ vật xung quanh và cắn mọi và
và cắn mọn khi do là bị ngứa lợn. Và một số trẻ thì bị rối loạn tiêu hóa nhẹ này, dân gian hay thường gọi là đó là tước mọc răng, và trẻ thường sốt nhẹ. Cha mẹ không cần quá lo lắng với cái tình trạng này nếu mà trẻ bị sốt dưới 38 độ C. Thay vào đó, các mẹ có thể cho bé bú nhiều, mặc quần áo thoải mái và dùng miếng giáp và từ hạ sốt để giảm đau nếu mà trẻ sốt trên 38 độ C.